Hà Nội Basketball League hay còn được biết đến với cái tên thân thuộc là HBL là một giải đấu rất quan trọng đối với những cầu thủ bóng rổ không chuyên trên địa bàn thủ đô. Mùa giải năm nay thì chắc chắn sẽ là một mùa giải mới và rất là khó khăn đối với đội Ba Đình nói riêng và các đội còn lại nói chung, bởi vì số lượng các đội tăng lên khá là nhiều và trình độ của các đội thì các đội nghĩ cũng là tăng lên khá là cao, về khả năng cạnh tranh sẽ chia đều cho tất cả các đội. Được khởi xướng từ năm 2004 bởi hội bóng rổ không chuyên Hà Nội, HBL League đã có 15 năm hình thành và phát triển, trở thành một giải đấu bản lề và quan trọng cho bóng rổ Hà Nội. Tuần vừa qua, giải đấu đã chính thức trở lại, hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn, quyết liệt hơn và sẽ thu hút nhiều hơn nữa những sự quan tâm của khán giả đến với những trận đấu bóng rổ không chuyên. Em thì không có mục tiêu riêng, đội thắng là mình đã đạt được mục tiêu rồi. Nên là em chỉ chơi cố gắng hết sức để làm sao giúp cho đội thắng. Dù mình không ghi điểm cũng được, miễn là đội thắng. Và mục tiêu vẫn là từ top 4 trở lên để duy trì thứ hạng năm ngoái. HBL League năm nay chứng kiến một số lượng đội kỷ lục, hơn 70 đội bóng và chia thành từng hạng đấu khác nhau. Có 12 đội bóng hàng đầu tại Serie A, 22 đội bóng ở Serie B và 29 đội bóng tại Serie C, 13 đội bóng tại giải nữ. Với thể thức chia bảng theo vùng miền, HBL League năm nay chắc chắn sẽ đem tới những trận đấu vô cùng cống hiến cho người xem. HBL League được coi là cái nôi sinh ra nhiều tài năng cho bóng rổ Hà Nội. Chúng ta có thể kể đến như Hoàng Ca, Đạt Đốc, Trung Con và Hoàng Thế Hiền. Có thể nói, chính bởi sân chơi giàu tính truyền thống như HBL League mà bóng rổ Hà Nội mới có những bước phát triển vượt bậc như hiện tại, bởi những tài năng mà giải đấu này tìm ra cho bóng rổ thủ đô. Khắp bóng rổ không chuyên Hà Nội hiện tại thì các số lượng các cầu thủ trẻ có cái trình độ cao hiện tại đang lên rất là nhiều. Và tôi nghĩ là cái cơ hội thể hiện của các cầu thủ đó sẽ được tăng lên khá là nhiều đáng kể trong mùa giải năm nay. Và sự chuyên nghiệp trong cách thức tổ chức, vận hành ngày càng khiến cho nhiều hơn nữa các cầu thủ, đội bóng mới muốn tham gia vào giải đấu này.